quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là một thách thức cho việc tiêu thụ nông sản, nhất là nông sản xuất khẩu. Trong bối cảnh này thì thị trường nội địa được xem là một lối đi. Với gần 100 triệu dân thì nhu cầu tiêu dùng nông sản chất lượng có nguồn gốc xuất xứ ngày càng tăng đã cho thấy đây là thị trường còn rất nhiều dư địa. Thành công của bánh mì Thanh Long thời gian qua hay là gần đây là quả vải thiều khi ngay trong khó khăn của COVID-19 thì nông dân Bắc Giang vẫn có thể thu về hơn 6.800 tỷ đồng là một minh chứng cho hướng đi này. Tuy nhiên, để thị trường nội địa thực sự bền vững thì còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Làm thế nào để nông sản thực phẩm Việt thực sự có nội lực, không còn phải giải cứu, không lệ thuộc vào một thị trường mà quay lại phục vụ thật tốt chính thị trường nội địa? Vâng, cùng chúng tôi chia sẻ về chủ đề đáng quan tâm này, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Và vị khách thứ hai là ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những địa phương rất tích cực trong các hoạt động xúc tiến thị trường cho nông sản. Trước hết thì xin cảm ơn cả hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Vâng, có thể nói là chưa bao giờ thị trường nội địa được quan tâm như lúc này. Với chương trình kích cầu tiêu dùng 2020 thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có thể mua được nông sản đặc sản của 63 tỉnh thành tại số 19 đường Đào Trinh Nhất, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể coi là một sàn giao dịch để quy tụ buôn bán trao đổi nông sản, giúp khách hàng mua tận gốc, còn nông dân thì bán tận ngọn. Và cùng với hướng đi này thì mới đây tỉnh Đồng Tháp cũng đã cho ra đời một trung tâm giới thiệu nông sản đặc sản tại Hà Nội. Người tiêu dùng ở cả hai miền Nam Bắc đang có những cơ hội lớn để tiếp cận nông sản Việt có chất lượng và xuất xứ. Trước hết thì hãy cùng xem phóng sự sau để thấy những nông sản địa phương đang được đón nhận như thế nào tại thị trường nội địa. Trung tâm giới thiệu trưng bày đặc sản và du lịch Đồng Tháp tại Hà Nội đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng. Điểm đặc biệt là tại đây có hơn 200 sản phẩm là đặc sản của tỉnh Đồng Tháp và điều hấp dẫn là nó có cả sản phẩm tươi chế biến sâu để người tiêu dùng lựa chọn. Đây là lần thứ hai chị Quỳnh đến trung tâm này, nhưng chị vẫn bị cuốn hút bởi sự phong phú đa dạng của nhiều đặc sản từ Đồng Tháp. Hôm khai trương thì tôi đã đến đây một lần rồi và mua rất nhiều hàng. Thế hôm nay lại muốn đến lần nữa để xem những sản phẩm và mua những sản phẩm để ủng hộ cho Đồng Tháp. Thực ra là chúng tôi rất là thích với những cái sản phẩm của các người nông dân Đồng Tháp. Cái trung tâm kết nối của Đồng Tháp là cái chỗ vừa mình đưa hàng hóa ra nhưng mà vừa mình đón nhận lại cái thông tin của thị trường để mình điều chỉnh cái khâu sản xuất ở trong, điều chỉnh cái doanh nghiệp và bà con hội quán hợp tác xã trong kia để và cái không gian đó. Nó mang ý nghĩa thứ hai nữa là tất cả để cùng đi, chứ không phải một cái hợp tác xã nào hoặc doanh nghiệp nào đi mang chung một cái thương hiệu của Đồng Tháp. Dù bán cho người tiêu dùng nội địa nhưng các nhà sản xuất nông sản của Đồng Tháp vẫn làm theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Có một cái quy trình của hợp tác xã hoặc là tổ hợp tác hay là hội quán thì có được những cái kỹ sư ở tiến sĩ, mấy thầy ở các trường đại học cũng về hướng dẫn cho bà con. Thì mình phải tuyệt đối phải làm theo đó, cho cái nó an toàn vệ sinh thực phẩm mình mới bán được cái giá trị mình mới nâng cao được. Với cách làm tâm huyết bài bản như vậy, không chỉ phần nào giải quyết bài toán giá cả cho đầu ra nông sản mà còn là giải pháp kết nối hiệu quả để người Việt dùng nông sản Việt. Vâng, với phóng sự vừa rồi thì tôi cũng rất ấn tượng với câu nói của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan. Ông có cho rằng là tất cả cùng đi và mang thương hiệu của Đồng Tháp đến với Hà Nội. Vâng, thưa ông Dũng, sau gần 2 tháng thì cái trung tâm giới thiệu này đi vào hoạt động thì ông có đánh giá gì về hiệu quả của cái cách làm này? Đây là một cái ý tưởng của các đồng chí lãnh đạo là của tỉnh Đồng Tháp với cái mong muốn là giúp cho doanh nghiệp trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 đang hoành hành. Trong 2 cái tháng vừa qua thì khi mà hoạt động cái trung tâm này thì cái doanh thu trong 2 tháng qua thì ước đạt là hơn 2 tỷ đồng, cho thấy cái thị trường nữa là nó cũng hết sức là thuận lợi. Và sản phẩm thì được cái người tiêu dùng Hà Nội là mến chuộng, có nhiều sản phẩm của Đồng Tháp là được là người tiêu dùng đánh giá rất là cao. Ông có nói đến cái việc là tiếp nhận những cái góp ý về sản phẩm đúng không ạ? Thì trong 2 tháng qua thì có những cái góp ý nào mà ông cảm thấy là nó rất là đúng và trúng để Đồng Tháp có thể thay đổi không ạ? Cái lớn nhất đó là người tiêu dùng Hà Nội người ta góp ý phần lớn là bao bì mẫu mã. Thí dụ như sen Đồng Tháp
Hiện nay cái sen, sản phẩm sen thì của Đồng Tháp hình như có khoảng 11, 12 cái mặt hàng gì nói về sen. Tuy nhiên thì về bao bì thì màu sắc rồi vấn đề là bảo quản kia cũng có nhiều cái ý mà người tiêu dùng người ta phản hồi lại. Với việc mà chúng ta đặt một cái trung tâm giới thiệu tại một cái địa chỉ rất là cụ thể là 566 đường Bưởi tại Hà Nội, vậy thì tôi và nhiều khán giả cũng quan tâm là địa phương sẽ phải có những cái giải pháp tổ chức như thế nào để có thể duy trì chất lượng cũng như là duy trì cái số lượng sản phẩm để mà làm cái điểm đến lâu dài cho người tiêu dùng, thì không biết là địa phương đã có những cái cách làm thế nào? Đúng là bước đầu nó có rất là nhiều khó khăn. Trung tâm thì cũng định ra một cái đưa ra một cái tiêu chí, một số tiêu chí mà để hàng hóa đi vào khách hàng, để làm sao mà doanh nghiệp phải hướng vào các cái tiêu chí đó, nhà sản xuất phải hướng vào các cái tiêu chí đó mới được hàng hóa mới được đưa vào cái trung tâm này. Trước đây thì doanh nghiệp thì thường hoạt động rất là đơn lẻ, họ đến các cái thị trường trong nội địa, trong nước thì thường thường là hoạt động rất là đơn lẻ. Nhưng khi trung tâm này hình thành thì quy tụ được là khoảng trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, họ tập trung hàng hóa về một cái đầu mối, rồi vận chuyển, rồi bảo quản, thì nó giá thành nó sẽ giảm hơn rất là nhiều. Thì chính vì vậy thì cái sản phẩm tiêu thụ nội địa tại Hà Nội thì có thể nói là do những cái cách làm của trung tâm này nó tiết kiệm hiệu quả cho doanh nghiệp, như vậy lợi nhuận nó cũng tương đối là ổn. Vâng, thưa ông Toản, với những chia sẻ của ông Dũng vừa rồi thì ông có đánh giá gì về cái cách làm của tỉnh Đồng Tháp? Qua cái kinh nghiệm của Đồng Tháp trong mấy năm trở lại đây ấy, thì chúng ta phát triển không những là chú trọng vào thị trường xuất khẩu mà chúng ta còn quan tâm thị trường nội địa. Trong 3 năm trở lại đây, với cái việc mà chúng ta xác định là thị trường nội địa thực sự là một thị trường tiềm năng và cũng phải thay đổi cách làm, bởi vì cái mức sống của dân cư hiện nay cũng rất là cao, đặc biệt các khu đô thị lớn. Thứ hai là cái tỷ lệ dân số của chúng ta là khoảng 60% trong cái độ tuổi mà có cái mức tiêu dùng cao. Chính vì thế mà cái sự quan tâm tới không chỉ là chất lượng sản phẩm nông sản mà còn quan tâm tới những cái hình thức mẫu mã, thì đây là những cái điểm mà chúng ta đang tích cực đổi mới. Ngoài Đồng Tháp ra thì còn nhiều địa phương mà chúng ta chứng kiến cái sự đổi thay, không những trong cái tái cơ cấu nông nghiệp mà còn trong cái cách tiếp cận với thị trường, chẳng hạn như là Sơn La, chẳng hạn như là các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng như là Hải Dương, Hưng Yên hay là Bắc Giang, hay là miền Trung thì chúng ta có một số địa phương chẳng hạn như là Bình Định hay là Phú Yên. Không chỉ trong dịch Covid mà chúng ta quan tâm đến thị trường nội địa. Bản thân trong 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm đối với các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối giao thương của khu vực nội địa ấy, trung bình là có khoảng tầm 25 đến 30 cái hoạt động một năm. Như vậy là cái tần số xuất hiện và cái tần số kết nối là khá dày. Đại dịch Covid vừa qua đã chứng minh rằng chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ không chuyển động cùng với cái xu hướng của thị trường. Chúng ta sẽ phải tăng cường hơn tới cái thương mại điện tử, tăng cường hơn tới những cái hoạt động giao dịch phi truyền thống. Chúng ta cũng phải tăng cường cái công tác quản lý chất lượng, mà thậm chí ở cái cấp quản lý nhà nước hiện nay về mặt giao dịch với các cái đối tác quốc tế thì hoàn toàn bằng livestream trong suốt cái thời gian đại dịch, để thấy rằng chúng ta cần phải thay đổi từng ngày từng giờ cái cách thức tiếp cận cũng như cái tư duy làm thị trường. Thì tôi thấy rằng là cái sức sáng tạo của các địa phương, sức sáng tạo của bà con nông dân, các hợp tác xã là vô cùng lớn. Cái thứ hai là cái mức tiêu dùng người Việt Nam ngày càng cao. Và trong 5 năm trở lại đây thì cái phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thì đã có một cái sự lan tỏa rất lớn. Và điều đó lan tỏa một cách tự nhiên, đó là mỗi người Việt Nam thì cảm thấy trân trọng cái giá trị sản phẩm nông sản Việt Nam. Và từ đó nó ảnh hưởng tới cái mức tiêu dùng của chúng ta. Vâng, đúng như ông Toản chia sẻ, ở góc độ làm người tiêu dùng thì tôi cũng có thể nhận thấy là nhu cầu tiêu dùng nông sản đặc sản tại các thành phố lớn hiện nay đang tăng rất là mạnh. Hà Nội thì hiện có rất nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản Nam Bộ để tiêu thụ trên địa bàn, như là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội khai thác gạo của Đồng Tháp, rồi siêu thị Big C Vinmark khai thác thủy sản của Hậu Giang, trái cây của các tỉnh như là Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ. Và mỗi ngày thì cũng có khoảng 1.000 tấn trái cây Nam Bộ được đưa về các cái chợ đầu mối của Hà Nội. Thế nhưng nông sản Việt tại thị trường nội địa đang có những điểm yếu gì? Chúng ta hãy cùng xem tổng hợp của phóng viên chúng tôi ngay sau đây. Đối với mặt hàng gạo,
Theo quy định, gạo xuất khẩu được áp thuế giá trị gia tăng 0%, trong khi gạo sản xuất tiêu dùng trong nước phải chịu mức thuế suất 5%. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp có đầu tư với nông dân làm gạo chất lượng cao, đóng túi đưa vào hệ thống phân phối thị trường nội địa, phải trả thuế VAT rất khó cạnh tranh. Đối với mặt hàng thủy sản, dù vấn đề chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đã được chú trọng hơn trước, nhưng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ vẫn quan niệm rằng chất lượng sản phẩm nội địa không cần bằng chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Từ đây đã làm cho niềm tin của người tiêu dùng trong nước bị giảm sút mạnh. Đối với mặt hàng trái cây sản xuất trong nước đang phải chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các loại trái cây nhập ngoại, kể cả về giá và chất lượng. Lượng trái cây ngoại nhập về Việt Nam ngày càng tăng mạnh, thị trường nhập khẩu lớn nhất là Thái Lan và Trung Quốc. Niềm tin của người dân đối với sản phẩm chăn nuôi nội địa vẫn thấp hơn so với sản phẩm nhập ngoại, chưa kể còn phải cạnh tranh về giá cả. Hiện giá thành sản xuất thịt lợn của Việt Nam là gần 2,1 đô la Mỹ mỗi kg, trong khi của Mỹ là 1,4 đô la Mỹ mỗi kg. Giá thành sản xuất thịt bò của Việt Nam là 2,5 đô la Mỹ mỗi kg, trong khi của Australia là 1,7 đô la Mỹ mỗi kg. Vâng, với con số vừa rồi, Thương Toàn, ông có nhận diện gì về những điểm yếu của nông sản Việt ngay trên sân nhà? Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì chúng ta cần phải kết hợp nhiều mũi. Mũi của bên nông nghiệp đó là vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đó là vấn đề mà nâng cao tiêu chuẩn. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng là chúng ta không nên coi là cái vấn đề chúng ta xuất khẩu thì tiêu chuẩn cao hơn mà nội địa thì tiêu chuẩn thấp hơn. Điều đó không nên có trong bối cảnh này. Bởi vì thực sự thị trường Việt Nam, thị trường trong nước là một thị trường bậc cao. Chúng ta phải khẳng định điều đó. Cái thứ hai là cái mũi thứ hai rất quan trọng, đó là việc quản lý thị trường. Cái này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là các cái cơ quan chức năng của Bộ Công Thương chúng ta cũng sẽ cùng để mà sao các cái sản phẩm khi định vị trên các chuỗi siêu thị thì cần phải được quản lý về chặt chẽ về mặt chất lượng. Thứ hai là về mặt tem nhãn, mẫu mã để tránh cái tình trạng làm giả hay là tránh cái tình trạng gian lận thương mại. Vâng, thưa ông Dũng, ở góc độ địa phương thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái khó khăn của địa phương khi mà đưa nông sản thực phẩm của địa phương ra miền Bắc và tới đây là những cái thành phố lớn khác ạ? Cái khó khăn lớn nhất là vấn đề hiện nay, cái khâu lớn nhất là cái khâu vận chuyển. Bởi vì trong quá trình vận chuyển thì cái vị trí địa lý nó xa quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí giá thành, nó ảnh hưởng đến cái khâu là bảo quản, trái cây nó không còn được tươi hơn nữa. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh, cái sự cạnh tranh của cái sản nông sản. Cái vấn đề thứ ba đó là cái khó đó là hiện nay là vấn đề sản xuất cũng cần có cái sự xem xét lại, là trong vấn đề rải vụ để làm sao mà cái sản phẩm này nó có liên tục đấy, nó có được liên tục. Cái thứ hai nữa là cái logistics phải được làm sao nó được phát huy tốt hơn. Tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của ông Dũng. Tại một hội nghị bàn về giải pháp cắt giảm chi phí logistics mới đây thì câu chuyện một container tôm từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn tới 80 triệu đồng, trong khi chi phí chuyển một container tôm từ Việt Nam sang Mỹ chỉ bằng một nửa, hay là từ Việt Nam sang Nhật Bản thì giá chưa đến 1/4. Con số này đã khiến nhiều người giật mình, và sự vô lý đang cho thấy chúng ta thiếu một hạ tầng cho nông sản nội địa, nhất là hạ tầng logistics. Về đường sắt, hiện có 4 ga liên vận quốc tế vận chuyển nông sản là Lào Cai, Yên Viên, Đồng Đăng, Hải Phòng thì đều tập trung ở khu vực phía Bắc. Do đó, theo nhiều chuyên gia, cần phải quy hoạch một số ga đường sắt thuộc khu vực miền Trung và miền Nam. Về cảng, trong khi các tỉnh miền Trung hầu như tỉnh nào cũng có cảng, thì ở đồng bằng sông Cửu Long, hàng hóa dồi dào nhưng cảng lại rất ít, gần như không có. Hạ tầng đã thiếu, phân bổ lại không nhiều, khiến cho giá thành logistics bị đẩy lên cao. Việt Nam đang rất cần các trung tâm logistics nông sản quy mô lớn, phục vụ cho cả một vùng. Chi phí logistics chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành của nhiều nông sản Việt. Cụ thể, ngành thủy sản là hơn 12%, gỗ và sản phẩm từ gỗ 23%, rau quả, lúa gạo gần 30%. Mức chi phí logistics tại Việt Nam cao hơn Thái Lan là 6%,
cao hơn Malaysia là 12%, thậm chí cao hơn Singapore là 300%. Vâng, thưa ông Dũng, với tổng hợp của chúng tôi thì cũng có thể thấy là khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang rất thiếu những cái hạ tầng như là cảng rồi là đường sắt để phục vụ cho nông sản. Từ góc độ địa phương thì ông nhìn nhận như nào về những cái khó khăn này? Bản thân Đồng Tháp hiện nay đang phải xoay sở theo cái hướng như thế nào? Trong thời gian qua cho thấy đó thì sản phẩm của doanh nghiệp làm ra rồi là họ tự quyết định cái sự là lựa chọn cái gì mà họ sẵn có hoặc là hiện có để mà họ lựa chọn. Thí dụ như bây giờ vận chuyển bằng cách nào, rồi là bảo quản ra làm sao thì coi như phần lớn là doanh nghiệp họ tự quyết định. Cho nên là cái chi phí rất là cao, cho nên cái việc cạnh tranh sản phẩm mà làm ra mà cạnh tranh ở thị trường thì hiện nay nó đang gặp khó. Bản thân điều này nó tác động đến cái trung tâm của Đồng Tháp đặt tại Hà Nội như thế nào ạ? Cái thứ nhất là vận chuyển nó bị gãy khúc, hàng hóa vào trung tâm không thường xuyên. Nó bị mất đi, thí dụ nay bán thì vừa hết hàng thì vận chuyển liền thì không có, giờ có nhanh nữa thì không có, mà đòi hỏi phải dài 3 ngày, 3, 4 ngày. Thì như vậy thì nó một là nó mất cái tính liên tục, nhất là mất khách hàng. Đấy, nó mất khách hàng là vấn đề lớn. Ông Toàn có chia sẻ điều gì với những cái khó khăn của địa phương ạ? Và theo ông thì để mà chúng ta có được cái thị trường nội địa bền vững thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái giải pháp gì? Cái đặc thù logistics đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì có hơn 70% là vận tải đường thủy. Và cái số lượng cảng mà trung chuyển để xuất khẩu thì rất là ít. Chúng ta tập trung chủ yếu là ở cảng Cát Lái, ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cái sự tiết kiệm về nguồn lực cho các sản phẩm nông sản để biến trở thành cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta thì có thể nói là còn ở mức khiêm tốn. Đối với thị trường nội địa thì cái việc mà trung chuyển qua các cái hệ thống như đường sắt, như đường hàng không và đường vận tải thì chúng ta có thể nói là rất là đa dạng. Nhưng chúng ta cũng chưa có phát huy hết các cái tận dụng các nguồn lực. Đặc biệt là các cái thiết chế vận tải mà có cái chi phí thấp. Tôi muốn nói rằng là chúng ta cần phải có những cái giải pháp. Thứ nhất đó là tận dụng cái ưu thế của các vùng kinh tế. Bởi vì khi mà chúng ta tận dụng ưu thế của các vùng kinh tế trọng điểm ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ tiết kiệm được các nguồn lực cho cái vấn đề logistics phục vụ nông sản. Cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng phải tập trung đẩy mạnh những xây dựng những cái trung tâm mà sơ chế, chế biến và bảo quản tại chỗ, đặc biệt là khu vực hành lang biên giới, là ngay các khu vực ngoại vi ở các cái vùng lõi như là vùng thủ đô, ví dụ khu vực Hà Nội, và trong trường hợp như cái trung tâm Đồng Tháp tại Hà Nội và rất nhiều các trung tâm của các địa phương tại Hà Nội thì chúng ta cũng có những cái kho lạnh, kho bảo quản để mà gì? Để mà gìn giữ cái hàng hóa ở khu vực ngoại vi thành phố, từ đó cung ứng vào trong thành phố, thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán là làm sao mà sắp xếp hợp lý về mặt chất lượng, về mặt kiểm soát, về mặt kiểm định và kể cả cái vấn đề giá thành. Ông Dũng, nếu mà thúc đẩy ở nội địa thì ông ở góc độ địa phương ông có đề xuất cái giải pháp gì không ạ? Qua cái chỗ anh Toản nó vừa phát biểu vừa rồi thì tôi thấy nó có mấy cái vấn đề như thế này. Là đúng là ở đồng bằng sông Cửu Long thì trái cây nó đa dạng phong phú, mỗi một cái loại sản phẩm thì có những cái lợi thế riêng, cũng như là cũng có cái cách bảo quản riêng. Cho nên việc đầu tư cái hệ thống logistics, cái kho lạnh, kho bảo quản, cái sơ chế rồi kia đấy, thì tôi thấy rằng nếu là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nên đầu tư một cái trung tâm cho nó hết sức là đầy đủ và để đảm bảo được cái cung, để đảm bảo phục vụ được cho cái đồng bằng. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái địa phương mà gọi là trung tâm của một cái số sản phẩm nào đó nó có chất lượng thì cũng cần nên được đầu tư để làm sao nó cũng hỗ trợ cho cái trung tâm lớn này để mà phục vụ tốt cho cái nông sản của đồng bằng để vươn ra xa hơn. Vâng. Thưa ông Toản, từ nay đến cuối năm thì thị trường nội địa sẽ được ngành nông nghiệp mà xác định như thế nào ạ? Trong cái cơ cấu tăng trưởng. Và ngay 6 tháng đầu năm chúng ta thấy rằng là cái thặng dư thương mại nông sản tạo ra của chúng ta đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là gần 100%, chiếm gần 100% trong cái thương mại của cả nước.
Điều đó thấy rằng gì? Cái lãi, cái lợi nhuận trong thương mại nông sản của chúng ta thì phải nói là một cái thành tích hết sức là tự hào. Nhưng để giữ được cái thành quả đó từ nay đến cuối năm thì chúng ta cũng một mặt là phải tăng trưởng xuất khẩu, một mặt là chúng ta kiểm soát được cái nhập khẩu của chúng ta. Và trong cái kiểm soát nhập khẩu đó thì đó là một trong những cái mà chúng ta quan tâm, chẳng hạn là trái cây chẳng hạn, thì cái việc mà tôn vinh các cái sản phẩm nông sản Việt trên thị trường nội địa là một trong những giải pháp trọng yếu. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi có rất nhiều cái hoạt động đối với các địa phương, đẩy mạnh cái việc mà kết nối giao thương, cũng như là đem các sản phẩm phía Nam ra phía Bắc, các sản phẩm phía Bắc và phía Nam, hay là các sản phẩm miền Trung Tây Nguyên để chúng ta phát triển thị trường tại chỗ thông qua các hoạt động, các cái tuần lễ. Riêng Bộ Nông nghiệp đã có 6 cái tuần lễ nông sản an toàn tại các vùng địa phương, triển khai ngay từ tháng 6 cho đến tháng 8. Chẳng hạn như là sản phẩm chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp đã tổ chức một cái hội nghị rất lớn và một cái lễ hội quảng bá rất lớn riêng về sản phẩm gà tại Bình Định. Chúng tôi cho rằng, và trực tiếp Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì, chúng tôi cho rằng đây là cái cách tiếp cận để chúng ta vừa là tôn vinh sản phẩm đặc hữu, đặc thù của Việt Nam, nhưng là những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao để làm phong phú hóa cái rổ thực phẩm hàng ngày của người dân. Nhưng đồng thời đó chúng ta kết hợp với các ngành khác, chẳng hạn như du lịch. Hiện nay du lịch nội địa thì cái lượng khách rất là đông đảo, và không có lý do gì chúng ta không kết hợp với các cái chương trình lữ hành, cái chương trình du lịch vùng miền, kết hợp với cái quảng bá các lễ hội vùng miền. Và đây là cái cách làm tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất mong các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, với ngành công thương và các cái hiệp hội du lịch của chúng ta để chúng ta gia tăng cái quảng bá này. Cái mục tiêu kích cầu nội địa là mục tiêu rất lớn, và trong kích cầu nội địa thì kích cầu tiêu thụ nông sản nội địa cũng là một chủ trương xuyên suốt mà chúng ta cần phải tổ chức thực hiện thật là tốt. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ rất đáng quan tâm từ hai vị khách mời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay thì GDP của toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng trên 1% trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bộ Nông nghiệp xác định sẽ không thay đổi mục tiêu tăng trưởng của năm nay và phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt khoảng 41 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp thì theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cần phải có chiến lược cụ thể để chiếm lĩnh thị trường nội địa, đặc biệt khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA được thực thi. Đó không gì khác là việc phát triển thương hiệu, đẩy mạnh các sản phẩm đặc thù, đặc sản để nâng được lợi thế của hàng Việt Nam so với hàng nhập khẩu. Cùng với sự chuyển động của các doanh nghiệp khi đang đầu tư mạnh vào chuỗi phân phối, địa phương thì đang tăng cường kiểm soát tốt chất lượng nông sản, chủ động thị trường, thì rất cần những chiến lược vĩ mô từ nhà nước để nông sản Việt được nâng tầm và chiếm lĩnh thị phần ngay trên sân nhà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình sau.